Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Dạm ngõ là công việc đầu tiên, thủ tục bắt đầu cho việc cưới hỏi. Vì thế ngày dạm ngõ cũng rất quan trọng, không kém ngày cưới. Trước khi tiến hành, bạn nên tham khảo cách xem ngày dạm ngõ theo tuổi của vợ chồng chuẩn nhất để cuộc sống hôn nhân sau này thuận lợi, hạnh phúc và ít sóng gió. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày ăn hỏi dạm ngõ tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Một, những ngày xấu kiêng kỵ ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 11. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác ăn hỏi dạm ngõ được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn ra được ngày tốt ăn hỏi dạm ngõ, đầu tiên ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết tới phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách này. Theo Ngày tốt toàn thư, những người ăn hỏi dạm ngõ phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ ăn hỏi dạm ngõ bao gồm những ngày sau: sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, vãng vong, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, trực mãn, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sư, đại thời, tứ kỵ, tránh tứ phế, từ cùng, ngũ ly, bát chuyên và ngũ mộ. 2. Ngày hợp ăn hỏi dạm ngõ: thiên nguyện, dân nhật, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, thiên hỷ, lục hợp và ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày, tìm ra được ngày tốt nhất ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ và ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh ở tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ. Tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và ngày 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Là ngày thụ tử. Trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Là ngày tam nương, là bao gồm có 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, ngày 22 Nhâm Dần và ngày 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 4. Là ngày nguyệt kỵ, bao gồm các ngày mùng 5 Ất Dậu, ngày 14 Giáp Ngọ, ngày 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 5. Là ngày vãng vong, là những ngày Tuất. Trong tháng 11, ngày Tuất bao gồm mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất. 6. Là ngày dương công kỵ. Trong tháng 11 là ngày 21, là ngày Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 7. Là ngày nguyệt kiến, là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý, 20 Canh Tý.
8 là ngày trực bình, là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. Ngày này ta cần xét thêm, nếu có nhiều cát tinh thì dùng được. 9 là ngày trực thâu, là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu, 29 Kỷ Dậu. 10 là ngày trực bế, là những ngày Hợi, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi và ngày 19 Kỷ Hợi. 11 ngày trực mãn, là những ngày Dần, bao gồm mùng 10 Canh Dần, ngày 22 Nhâm Dần. 12 là ngày kiếp sát, là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ và 25 Ất Tỵ. 13 là ngày tai sát, là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, ngày 14 Giáp Ngọ và ngày 26 Bính Ngọ. 14 là ngày Nguyệt sát, là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và ngày 27 Đinh Mùi. 15 là ngày Nguyệt hình, là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. 16 là ngày Nguyệt hại, là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 17 là ngày Nguyệt yểm, trong tháng 11 ngày Nguyệt yểm là những ngày Tý, bao gồm các ngày mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 18 là ngày Thiên Sứ, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 19 là ngày Đại Thời, là ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 20 là ngày Tứ Kỵ, là ngày Nhâm Tý, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 21 là ngày Chánh Tứ Phế, là ngày 26 Bính Ngọ. 22 là ngày Tứ Cùng, là ngày Quý Hợi, tháng này không có ngày này. 23 ngày ngày Ngũ Ly, bao gồm ngày 26 Bính Ngọ, ngày 18 Mậu Tuất, ngày mùng 9 Kỷ Sửu. Đây là những ngày đặc biệt phải kiêng kỵ khi ăn hỏi dạo ngõ. 24 ngày Bát Chuyên, là ngày 27 Đinh Mùi. 25 ngày Ngũ Mộ, là ngày 12 Nhâm Thìn. 26 ngày Nguyệt Phá, là các ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, ngày 14 Giáp Ngọ, ngày 26 Bính Ngọ. Đó là 26 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt nhất để thực hiện công việc ăn hỏi dạo ngõ cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 27 là ngày Thiên Nguyện, là ngày Quý Sửu, trong tháng này không có. 28 ngày Dân Nhật, là những ngày Mão, bao gồm 17 Đinh Mão, 29 Kỷ Mão. Các ngày này trùng với Thụ Tử nên không dùng được. 29 ngày Thiên Đức Hợp, là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân, ngày 28 Mậu Thân, là ngày tốt, nhiều cát tinh, không có hung tinh ảnh hưởng xấu đến việc ăn hỏi dạm ngõ. 30 là ngày Nguyệt Đức, là những ngày Nhâm, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày tai sát và ngày Nguyệt Phá không nên dùng. Ngày 12 Nhâm Thìn trùng với ngày Ngũ Mộ nên bỏ qua. Ngày 22 Nhâm Dần trùng với ngày Sát Chủ nên không dùng được. 31 là ngày Nguyệt Đức Hợp, là những ngày Đinh, bao gồm các ngày mùng 7 Đinh Hợi tuy trùng với ngày Trực Bế nhưng lại là ngày nhiều cát tinh. 17 Đinh Dậu trùng với ngày Trực Thâu và ngày Thiên Sứ nên không dùng. 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương không nên thực hiện công việc gì. 32 ngày Thiên Xá, là ngày Giáp Tý, tháng 11 không có ngày này. 33 ngày Nguyệt Ân, là những ngày Giáp, bao gồm các ngày mùng 4 Giáp Thân trùng với ngày Thiên Đức Hợp đã xét ở trên, ngày 14 Giáp Ngọ trùng với ngày Nguyệt Phá và ngày tai sát nên bỏ qua. Ngày 24 Giáp Thìn là ngày nhiều cát tinh, rất tốt cho ngày ăn hỏi dạm ngõ. 35 ngày Tứ Tướng, là những ngày Giáp và Ất, ngày Giáp trùng với ngày Nguyệt Ân đã xét ở trên, ngày Ất bao gồm các ngày mùng 5 Ất Dậu trùng với ngày Trực Thâu và ngày Thiên Sứ nên không dùng, ngày 15 Ất Mùi trùng với ngày Nguyệt Sát và ngày Đại Thời xấu không dùng, ngày 25 Ất Tỵ trùng với ngày Kiếp Sát. Như vậy ta không chọn được ngày nào đẹp theo tiêu chí này. 36 ngày Thời Đức, là những ngày Dần trùng với ngày Sát Chủ nên ta không dùng. 37 ngày Tam Hợp, là ngày Thân và ngày Thìn. Ngày Thân trùng với ngày Thiên Đức Hợp đã xét ở trên. Ngày Thìn bao gồm các ngày 12 Nhâm Thìn trùng với ngày Ngũ Mộ nên bỏ qua. Ngày 24 Giáp Thìn là ngày tốt để ăn hỏi dạm ngõ. 38 ngày Thiên Hỷ, là ngày Thân đã xét ở trên. Như vậy chúng ta đã dựa vào 38 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc ăn hỏi dạm ngõ. Sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 11 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với những ngày tốt này. 1. Ngày mùng 4 Giáp Thân, kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Kỷ. 2 là ngày 16 Bính Thân, kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Tân. 3 ngày 28 Mậu Thân, kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Quý. 4 là ngày mùng 7 Đinh Hợi, kỵ những người tuổi Tỵ, tốt cho người tuổi Mão, Mùi, Dần và những người có thiên can là Nhâm. 5 là ngày 24 Giáp Thìn, kỵ những người tuổi Tuất, tốt cho người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên can là Kỷ.
Đó là 5 ngày cát lành ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận video hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!